Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đến với chuyên mục Thành phố chuyển động với chủ đề kỹ năng sống. Và nói đến kỹ năng sống thì Huyền muốn hỏi Thái một câu này. Là theo Thái, trong cái ngày rước dâu á, thì nhà gái có cần phải mang theo một cái lễ gì không? Chắc chắn là có rồi, nhưng mà Quốc Thái không nhớ lễ đó tên là gì. Cho nên mới cần chương trình ngày hôm nay đúng không? Huyền nói đùa vậy thôi. Nhưng mà mỗi một vùng miền Huyền nghĩ có những cái khác nhau. Tuy nhiên lúc Huyền ở ngoài Bắc thì Huyền thấy là trong đám cưới thì nhà gái cũng phải mang tới một cái lễ gọi là lễ yết từ đường, còn ở Nam Bộ thì Huyền không rành lắm. Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này thì Quốc Thái mời Khánh Huyền cũng như là quý vị khán giả cùng xem phóng sự ngay sau đây. Hàng năm, bắt đầu từ mùa thu kéo dài đến cuối năm là thời gian mùa cưới. Trong dịp trọng đại này, bao giờ cha mẹ, họ hàng, bè bạn của cô dâu chú rể cũng có mặt để chúc phúc cho vợ chồng trẻ, để chứng kiến một ngày vui, để ghi nhận rằng vào ngày này, hôm nay, dòng tộc lại có thêm hai người trưởng thành, xã hội có thêm một gia đình nhỏ. Mỗi gia đình, mỗi thành viên, mỗi vùng miền lại góp vào một câu chuyện mới về mùa cưới. Mỗi người lại ghi vào ký ức thêm một ngày quan trọng trong cuộc đời của mình. Hôm nay để giúp cho quý vị và các bạn, tất cả chúng ta cùng tìm hiểu một cách kỹ lưỡng hơn về phong tục cưới hỏi của người Nam Bộ, thì Huyền sẽ mời Thái và quý vị khán giả cùng gặp gỡ với tiến sĩ văn hóa Nguyễn Ngọc Thơ. Xin chào anh ạ. Xin chào bạn Khánh Huyền, chào bạn Quốc Thái và chào toàn thể quý vị của chương trình Thành phố hôm nay. Thưa anh, thì Quốc Thái được biết là dạo gần đây anh hay tổ chức các tour du lịch để giới thiệu về văn hóa Nam Bộ cho các bạn trẻ cũng như là khách nước ngoài. Không biết là anh đã từng giới thiệu đến những người khách nước ngoài văn hóa cưới sinh ở miền Nam Bộ chưa ạ? Và có gì đặc biệt ạ? Chúng tôi thường tổ chức theo dạng công đoàn hoặc là tổ chức theo cái hoạt động của nhà trường để đưa hoặc là các thầy cô giáo trong nhà trường của trường mình hoặc các đơn vị bạn để tìm hiểu về phong tục tập quán của người Việt Nam chúng ta. Thì những địa điểm mà chúng tôi thường đến đó là đình chùa miếu, các bảo tàng hoặc là khu dân cư để tận mắt có thể chứng kiến được là cái phong cách văn hóa Việt Nam từ các bệnh viện của vật chất đến tinh thần, trong đó có phong tục lễ cưới của người Việt Nam chúng ta. Huyền thấy cái chuẩn bị một đám cưới của Việt Nam chúng ta là cầu kỳ lắm, có rất nhiều những cái lễ mà chúng ta bắt buộc phải theo, trong khi ở nước ngoài Huyền thấy rất là đơn giản, chỉ cần đính hôn và làm đám cưới thôi. Thực ra thì nước ngoài họ cũng rắc rối đấy. Họ cũng nhiều chi tiết lắm, có điều họ không nâng thành lễ thôi. Vậy thì tiến sĩ có thể nêu lên những cái lễ cần thiết của những đám cưới xưa và nay là những lễ gì không ạ? Trong một số những cái sách ghi chép của sử quan thời các cái triều đại phong kiến và về sau cũng được áp dụng, thì chúng ta thường nhắc đến khái niệm gọi là lục lễ và sáu nghi lễ lớn. Cái bắt đầu đó là cái lễ nạp thái, thường là có một cái người may mối, dĩ nhiên là được có sự tin cậy của nhà trai đến để mà nhà gái để mà đặt cái vấn đề là hai gia đình sẽ có một cái quá trình tìm hiểu nhau và có thể để cho đôi trẻ có thể tiến đến hôn nhân. Nhưng ngày lễ thứ hai được gọi là vấn danh. Lúc bấy giờ thì nhà trai sẽ xin phép được biết được tên tuổi của cô gái cũng như là thông tin của họ nhà gái. Cái bước tiếp theo, nếu như cái hôn cát là nó không có bị phạm vào một cái gì đó nghiêm trọng lắm thì cái hôn nhân nó tiếp tục tiến hành một cái thuận lợi, thì tiến đến ngày lễ thứ ba, nó được gọi là nạp cát. Là nhà trai sẽ báo một cái tin vui rằng là cái chuyện xem hôn cát là nó đã vượt qua rồi và cái hôn nhân này nó tốt đẹp. Thì sau khi tiến hành xong cái nghi lễ thứ ba thì tiến đến một nghi lễ thứ tư được gọi là nạp trưng. Nhà trai sẽ bắt đầu mang lễ vật sang nhà gái để mà trao cho nhà gái như là một cái tấm thịnh tình của mình. Thì tiếp đến nghi lễ thứ năm được gọi là lễ thỉnh kỳ. Nhà trai sẽ sang nhà gái để xin phép chọn một cái ngày lành tháng tốt để hai bên xuôi gia sẽ kết thân với nhau và tổ chức cái lễ cưới cho người con trai và người con gái của họ. Và cuối cùng là quan trọng nhất chính là lễ thân nghinh, chính là lễ rước dâu, là được xem như đỉnh cao của cái hôn nhân và chính thức hóa cái quan hệ vợ chồng của người con trai và người con gái. Và từ đó trở đi thì họ trở thành một cặp, hai gia đình trở thành kết thông gia với nhau và họ sinh sống với nhau, giữ hòa khí với nhau cho đến trọn đời. Còn bây giờ thì nói chung là nhịp sống của chúng ta và đặc biệt là nhịp sống của Nam Bộ nhà mình bây giờ tiến triển rất là nhanh, nên cuối cùng thì tôi thấy nó còn lại có ba cái lễ chính. Lễ thứ nhất được gọi là lễ dạm ngõ hay là chạm ngõ hay dạm hỏi, có nhiều cái từ rất là khác nhau. Thế thì sau cái lễ này á, thì nếu như là người con trai và con gái được chính thức cho hai bên được cho phép là tìm hiểu với nhau đó và thấy là thuận ý với nhau thì thưa với bố mẹ của mình để tiến đến nghi lễ thứ hai được gọi là lễ hỏi. Cái lễ hỏi này thì thường được tổ chức ở nhà gái, thì họ hàng nhà gái sẽ được mời, nhà trai thì chọn một số lượng nhất định thôi, thường là con số khoảng 9 người hoặc là 12 người, nói chung là cũng không có cố định lắm nhưng mà nó không quá nhiều để không khỏi phải gây gánh nặng cho nhà gái. Bây giờ được chính thức mang trầu cao rồi, trà rượu, rồi là mang cả những cái thứ quý giá mà nhà trai muốn tặng cho nhà gái và đặc biệt là phải có một phong bì tiền. Đây là cái số tiền mà sẽ trao cho nhà gái, thứ nhất để tạ ơn bố mẹ nhà gái, thứ hai là trao cho cô con dâu tương lai,
sẽ sắm sửa là quần áo đẹp hoặc là gối, chăn màn, những thứ rất cần thiết cho cái đám cưới và cho cuộc sống của hôn nhân sau này. Thì cuối cùng là tiến hành cái lễ hôn nhân. Ở trong cái lễ hôn nhân của Nam Bộ nhà mình thì bây giờ nó cũng tương đối giản lược hóa, nhưng mà nó vẫn đảm bảo những ý nghĩa trang nghiêm của nó. Nghi lễ thì nó cũng không còn rườm rà lắm, vẫn mang những cái cặp đèn để mà dâng lên tổ tiên của gia đình nhà gái, gia đình nhà trai để mà báo với tổ tiên. Rồi là phải có trầu cao, bánh, thường là con số chẵn, ví dụ như hai cái, một cặp rượu, một cặp trà, là người ta đặt trên những cái mâm. Mặt số mâm của nó thì cũng thường là cái số người ta mong muốn, là người ta đặt lên đó một cái khăn màu đỏ. Khi đến rước dâu thì cái khăn nó bao trùm lên. Nhưng mà khi đã thực hiện nghi lễ nhà gái rồi, có nghĩa bây giờ là nửa vợ, nửa chồng rồi đó, nửa âm, nửa dương, thì cái khăn nó được lật trở lại, một nửa để che và một nửa để trống lên. Và cứ như thế mang về nhà. Và dĩ nhiên là để một nửa ở nhà gái, còn một nửa nhà gái sẽ mang về nhà trai. Có nghĩa là từ đây là có đầu có đuôi, là chúng ta đã kết hôn gia với nhau. Thưa tiến sĩ Quốc Thái, còn biết có những nghi lễ rất là thiêng liêng mà các đám cưới rất là quan trọng. Ví dụ như là đàn trai đồng ý rước dâu nhưng không cho lên đèn, nhưng đàn gái thì cãi lại, nói là bây giờ phải lên đèn đi rồi mới cho rước dâu và tiến hành các thủ tục khác. Tại sao cái lễ lên đèn này quan trọng như vậy và thiêng liêng đến như vậy ạ? Đối với một cái gia đình ở Nam Bộ mà nói thì chúng ta cái văn hóa gia tộc của mình nó hơi nhạt một chút so với đồng bào người Việt Nam chúng ta ở miền Trung và miền Bắc. Ở miền Trung miền Bắc thì đôi khi là trước khi tiến hành nghi lễ ở gia đình, người ta phải đến từ đường là nơi thờ tổ tiên chung. Cái nghi thức lên đèn chính là để thể hiện một ý nghĩa biểu trưng, đó là kính báo với tổ tiên rằng là mời tổ tiên về chứng giám một cái cuộc hôn nhân như vậy, và đồng thời là chấp nhận cuộc hôn nhân này và phù hộ cho cái hạnh phúc của đôi trẻ cũng như là gia đình hai bên. Mà cái nghi lễ này thực hiện ở cả hai gia đình, nhà trai lẫn nhà gái, như vậy là nó công bằng, nó bình đẳng như nhau. Tại sao tôi được dâng đèn ở nhà anh mà anh lại không chấp nhận dâng đèn ở nhà tôi? Đôi khi đây là cái sự cãi vã, chẳng qua vì là đi xem ngày nó không được tốt hoặc xem tuổi không được tốt. Nhưng kỳ thật đây là một lý do không có một cơ sở khoa học nào để lý giải được cả. Bởi vì cái cao nhất của một cái cuộc hôn nhân chính là hạnh phúc của đôi trẻ. Chính vì thế mà chúng ta cũng đừng có coi trọng quá những yếu tố mà mình không có một cái cơ sở để lý giải. Đó là chuyện hôn cát, chuyện hợp tuổi hay không. Bởi vì nhiều vùng miền khác, nhiều dân tộc khác, người ta đâu có quan niệm như thế. Nhưng người ta vẫn đến với nhau, vẫn hạnh phúc với nhau. Một phần của truyền thống, nhưng nếu nó đã không phù hợp nữa thì chúng ta cần phải dùng khoa học để lý giải nó và thay đổi nó đi. Tiến sĩ có nhắc đến một cái lễ mặc dù là không quan trọng bởi vì không được xếp trong hàng 6 cái lễ đầu tiên mà tiến sĩ nói, đó là lễ hồi dâu. Khi mà con gái bước chân ra khỏi nhà lấy chồng thì người mà nhung nhớ nhất chính là bậc cha mẹ của cô gái. Chắc chắn là gia đình sẽ rất mong ngóng, phải không tiến sĩ? Cái hôn nhân ngày trước nó quy định bởi cái yếu tố rất là ngặt nghèo của cái quy định về nho giáo đó. Như vậy người ta rất quan trọng cái chuyện là trinh tiết. Và như vậy là kết hợp với cái việc là hôn nhân gả một đứa con đi thì ít nhất cũng phải quay về nhà mẹ để cảm ơn bố mẹ nuôi dưỡng mình. Thì đó cũng là cái dịp để mà người ta thể hiện được rằng là cái cuộc hôn nhân này viên mãn hay chưa. Còn bây giờ thì đã khác. Cái cuộc sống cũng đã thay đổi và quan niệm về trinh tiết cũng không có ngặt nghèo như ngày trước. Và tôi hy vọng là nó sẽ không tồn tại nữa. Thì cái lễ hội dâu nó đơn giản hơn, mà ý nghĩa là quay trở về nhà bố mẹ để cảm ơn bố mẹ vợ. Và từ đây bố mẹ đã là bố mẹ ruột của chúng tôi rồi. Và như vậy chúng tôi cảm ơn bố mẹ đã nuôi dưỡng dục và tạo điều kiện để mà tạo dựng nên một cái gia đình hạnh phúc như thế này. Câu hỏi cuối cùng xin được hỏi tiến sĩ rằng là tiến sĩ có thể cho biết rằng là đám cưới của người Nam Bộ có những cái nghi lễ nghi thức gì khác với những vùng miền khác ạ? Nghi lễ thì nhiều lắm, ở đây thì cũng khó có thể liệt kê hết những cái sự khác biệt về nghi lễ. Thì ở đây chắc có lẽ là hai đặc trưng lớn nhất. Đặc trưng thứ nhất đó là đám cưới miền Trung hoặc là đặc biệt là khu vực Bắc Bộ của chúng ta thì rất là quy củ, rất là chuẩn theo truyền thống. Thế Nam Bộ có xu hướng là giản lược theo cái cá tính rất là cởi mở, rồi là dễ dàng chấp nhận những cái mới của người Nam Bộ. Do vậy mà cái nghi thức bắt đầu nó giản lược hóa, mặc dù vẫn giữ được cái hồn và chức năng vẫn đầy đủ, vẫn có tính linh thiêng đầy đủ, vẫn kết nối với thế giới thiên để mà đảm bảo cho một cuộc hôn nhân viên mãn. Nhưng mà người ta bắt đầu có thể có những cái chi tiết đã khác biệt đi. Ví dụ như ở miền Bắc á, thì là người mẹ chồng sẽ không có đi đón dâu. Ở Nam Bộ nhà mình thì cả bố mẹ chồng đều đi đón dâu. Rồi người ta chọn những người tốt nhất, có nhiều thanh danh nhất trong tộc họ của mình cùng tham gia vào đoàn đón dâu. Ở miền Bắc thì người ta cũng có cái nghi lễ về trầu cau, nhưng mà tuyệt đối không bao giờ sắp trầu cau sẵn lên mâm và không được mang cái mâm đó suốt dọc đường đi đón dâu, mà phải để riêng ra ở trong những cái túi và chuẩn bị khi đến nhà gái rồi đó, người ta mới lấy cái mâm ra, người ta mới sắp trầu cau lên đó. Thì ý nghĩa của cái việc này là ngày trước thì giao thông nhà mình đó, đường xá cũng không được tốt, do vậy xe nó có thể dằn nó sốc. Mà trầu cau để chung một mâm để tượng trưng của vợ chồng là hạnh phúc, mà để nó dằn những sốc như thế thì điều người ta không mong muốn, ít nhất là trong ngày cưới. Ở Nam Bộ nhà mình thì người ta không quan tâm điều đó.
họ là không quan tâm, người ta sắp sẵn trên mâm, thậm chí người ta còn lấy cái khăn đậy lên rất đầy đủ. Thì đó cũng là sự khác biệt. Đặc trưng lớn thứ hai tôi nghĩ đó là sự giao thoa văn hóa của nhiều tộc người tại khu vực Nam Bộ, trong khi ở khu vực Bắc Bộ chúng ta thì thuần nhất vẫn là tộc người Việt nhà mình. Ở đây chúng ta có người Hoa, ở đây chúng ta có người Khmer nữa. Do vậy trong phong tục hôn nhân á, đôi khi là hôn nhân đa tộc giữa người Việt với người Hoa, người Việt với người Khmer và ngược lại vân vân. Do vậy mà nhiều yếu tố văn hóa nó pha trộn vào. Qua sự chia sẻ của tiến sĩ thì Huyền thấy đúng là cái đặc điểm vùng miền nó cũng ảnh hưởng rất nhiều đến các cái nghi lễ của người vùng miền đó, và cái tính cách nó cũng thể hiện rất là rõ, đúng không ạ? Vâng, một lần nữa xin chân thành cảm ơn tiến sĩ đã đến chia sẻ với Khánh Huyền, với Quốc Thái và với khán giả của chương trình về những cái nghi lễ cưới của người Nam Bộ, và mong rằng là khán giả sẽ hiểu nhiều hơn và càng thêm yêu cái nghi lễ truyền thống của quê hương mình.